cảm xúc vô cùng khi xem những hình ảnh này. Mì gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Em cảm ơn phó giám đốc Nguyễn Hoàng Cầm, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, nghệ sĩ nhân dân Hà Kim Trung đã trực tiếp chỉ đạo và sát cánh cùng em để em được hoàn thành một đêm diễn thành công rực rỡ trong chương trình Niềm Tin và Khát Vọng truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn BTC đã tin tưởng và yêu thương cho Mi có cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu lớn và hoành tráng như thế này. Mi cảm thấy may mắn và tự hào vô cùng khi được chương trình chọn ca khúc Đất Phương Nam, một hình tượng con người con gái mộc mạc, bình dị, chân chất, đậm đà, bản sắc dân tộc miền Nam. Và em cảm ơn người anh rất tuyệt vời anh Đức Nguyên đã nhiệt tình hỗ trợ và quan tâm đến tụi em từ những ngày đầu đảm nhận show diễn. Không thể thiếu người chị Cẩm Loan đồng hành cùng em giúp đỡ e rất nhiều trong suốt chuyến đi này. Thật sự đêm qua là một kỷ niệm đáng nhớ vì em nhận được tình thương quá ngọt ngào và ấm áp của mọi người tại nhà hát lớn Hà Nội. Ba mẹ ơi, con được hát trên sóng trực tiếp đài truyền hình Việt Nam. Hình ảnh của con được đến gần với khán giả trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt là con được bắt tay chụp hình lưu niệm cùng bác thủ tướng. Hu hu, đến bây giờ con vẫn còn lâng lâng vỡ òa cảm xúc, không tin được luôn giờ viết status mà con vẫn còn rung ạ.